Video này sẽ nói về cách kiếm tiền của những tựa game nổi tiếng trên Roblox hay cụ thể hơn là những tựa game kiếm nhiều tiền nhất trên Roblox. Video này nghe là chính tại vì nó cũng không có dữ liệu chính xác về việc này. Roblox không công bố cũng như những tựa game trong video này cũng không công bố. Mình chỉ tìm trên những tờ báo uy tín, những trang uy tín và đó chỉ là những dữ liệu dự đoán thôi. Thế nên là đừng tin quá, chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Và thêm một điều nữa là video này lấy cảm hứng cái thumbnail, chỉ thumbnail thôi. Từ vui vẻ. Ok, chúng ta bắt đầu với cái tên đầu tiên Rock Heaven một tựa game mà nơi các bạn có thể nhập vai roleplay thành những thứ gì các bạn thích từ cảnh sát người dân thường một con chó nếu như bạn muốn và rất là nhiều thứ khác những gì bạn có thể tưởng tượng ra Về cơ bản thì mình không chơi tựa game này nhiều thế nhưng mà theo cái chơi của nó mình có thể tưởng tượng ra rằng là các bạn có thể chơi giống như GTA 6, GTA 5 chẳng hạn một tựa game mà các bạn mô phỏng xã hội ngoài đời thực các bạn có thể cực kỳ làm bất cứ việc gì luôn ấy nó giống như kiểu Jailbreak nhưng mà nó có thêm yếu tố của que công chú Lockbox của sống đời thường vào và tựa game này nó kiếm tiền bằng cách nào rất có thể là trong tựa game này các bạn có một số game pass như các bạn xây nhà, làm skin, mua nem tat để cho các bạn hiện lên những chữ màu vàng để cho nổi bật cũng như là các bạn sẽ mua rất là nhiều vật phẩm trong đây vì đây là một game bình thường nên là nó có vật phẩm là điều đương nhiên nên những vật phẩm đấy sẽ là cái chính mà admin game có thể bán cho các bạn tuy nhiên thì đối với roblox chỉ cần các bạn chơi là người ta cũng đã có tiền rồi nhưng mà game này nó còn thêm có những cái đó và game này cũng là một trong những game top đầu trên roblox với số lượng nhiều người chơi nhất nhiều người chơi ở đây không phải là bot mà admin tạo ra mà chính là người chơi thật luôn các bạn cũng đủ thấy là game này cạnh tranh với lockwood khá là ghê nhưng mà đối với những bạn việt nam thì tự game này sẽ không nổi cho lắm, thế nên là nhiều bạn bảo là game này nó ảo thôi, nhưng không có bạn nước ngoài người ta chơi rất là nhiều, thế nên là đến tận nay tự game này đã tạo được khoảng 56 triệu USD theo một một trang mình có thể tìm được, con số này theo mình thì tính khoảng là từ khi game này ra mắt chứ không phải là trong một năm, 56 triệu đô đổi ra tiền việt là chắc cũng hơn 1.000 tỷ đấy các bạn. Lovewood, ok Với số tiền mà nó sở hữu là 54,450 triệu USD Thì đây là tựa game kiếm nhiều tiền thứ hai Sau Heaven Lovewood là một tựa game One Piece thế giới mở Nơi bạn có thể nhập vai thành một số hải tặc hải quân Và đặc biệt nhất là các bạn có thể chạy nghiệm những chế quỷ mà các bạn muốn Từ anime ra Game này thì chắc chắn là không mua bản quyền Nên là cái số tiền mà admin tạo cho bản quyền nó sẽ không có Nhưng mà nó vẫn được nhiều người chơi Đến nay thì Lovewood dù không có đếp nhưng nó vẫn khá là nổi Dạ yeah, bởi vì thì Lovewood là một trong những uh, con game khá thú vị mà các bạn nó có săn bao ti và nhiều thứ mà các bạn không cần phải đợi update cũng có thể chơi được. nói này hơi kỳ nhưng mà mình nghĩ là đa số love food nhiều người chơi là có thành phần của những hạt cơ này các bạn. rất là nhiều hạt cơ luôn. nó cũng đóng góp một số lượng người chơi. tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể nói là Lost food không có những nhiều người chơi chính được. và cách kiếm tiền của love food thì chúng ta đơn giản là có rất là nhiều thứ để kiếm tiền. chẳng hạn nhất là mua chế quỹ vĩnh viễn, mua nhân hai code XP, mua những thanh Yuru, mua game pass và cực kỳ nhiều thứ khác mà các bạn hay là những họ có thể đầu tư vô rất là dễ nhận biết và nếu như bạn không đầu tư thì thực sự đó cũng không phải là một tổn thất lớn đối với các bạn các bạn có thể thay bằng vào việc chăm chỉ vào tựa game này để các bạn có thể chơi tuy nhiên thì trái với lại Rock Heaven thì lớp vui là một tựa game chiến đấu thế nên là nếu các bạn không đầu tư thì các bạn cũng sẽ chịu thiệt một vài thứ và tựa game này thì cũng khá là dễ nhận biết những thứ mà các bạn cần mua nhưng mà cũng hơn nhìn tỷ là hơi bị ghê đấy Mirror Mystery 2 một tượng đài ngày xưa đây là một tựa game bạn sẽ nhập vai vào một tên sát nhân và những người bình thường game này có rất là nhiều chế độ chơi thế nhưng mà chế độ bình thường nhất của nó thì lại được rất là nhiều người đón nhận đến hiện tại không như Chai crack để là một tựa game quên và hết thời đối với một số bạn thì Murder Mystery 2 dù có lớp dù có brookhaven nó vẫn nổi bởi cái trên của nó rất là phong phú và cũng như cập nhật liên tục game này thì cách chơi đơn giản thôi bạn chỉ cần nhập vai vào dân thường tìm ra được tên hung thủ và sau đó bạn chờ thằng sirip đó là cảnh sát đánh bại thằng Murderer hoặc là thằng Murderer nó tự reset hoặc là thằng sirip Serif ngõm và bạn lấy gân của thằng Serif và bạn xử lý nó luôn. Tựa game này kiếm tiền bằng cách nhờ mấy cái hộp với các bạn, cái hộp skin của những cái nip và những cái gân. Thì đây là một trong những yếu tố chính Tựa game này có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy tuy nhiên thì tựa game này nó không đặt nặng về vấn đề các bạn phải có nó có thì các bạn đẹp các bạn có thể chơi thêm nhưng không có thì cũng chẳng sao vì game này dù các bạn có mặc skin hay là xài gun thì một hit là các bạn có thể đánh bại được một người nào đó thế nên skin nó chỉ cũng chỉ cho đẹp thôi quan trọng nhất là kỹ năng của các bạn nên chúng ta cũng không thể thắc mắc được rằng là nó sẽ ít hơn những tựa game trước chỉ khoảng 15 triệu đô thôi Adopt Me đây là một tựa game ngày xưa mà nếu như bạn có chơi thì các bạn sẽ chơi à thì tất nhiên là vậy rồi một tựa game lấy đề tài là một đề tài thế giới mở nơi mà các bạn có thể nhận nuôi những người khác nhau từ em bé cho đến người lớn hay là những vật nuôi nữa tự game này ngày xưa thì các bạn chỉ chơi theo phong cách là nhận nuôi sau đó các bạn xây nhà và kiếm tiền các kiểu thôi thế nhưng mà giờ nó đã rất là biến chất bởi cái biến chất của nó như vậy nên tiền nó kiếm được nhiều hơn ngày xưa cũng là điều đương nhiên giờ nó đã có những vật phẩm cực kỳ nhiều nữa các bạn những cái rương những cái skin cho vật nuôi những vật phẩm mà các bạn có thể mở rương nó kể giống như là bây giờ nó thêm cả yếu tố gacha vô để có thể kiếm tiền nhiều hơn từ người chơi khiến cho game này mình thành tưởng ra nó giống như là một tựa game dùng để chơi đồ thôi các bạn còn về cái cốt chính của nó là chơi theo gia đình hay là xây nhà thì nó đã giảm mờ mờ đi rồi đa phần thì mình chắc là nhiều bạn việt nam sẽ không chơi tựa game này tại vì đa số là những tựa game roleplay theo kiểu này thì người nước ngoài chơi nhiều hơn nhưng mà nếu như bạn chơi ngày xưa thì sự là game này nó sẽ hay hơn so với thời nay thời nay thì nó đã như mà nói ở trên ai cũng muốn kiếm tiền nhiều cho tựa game của mình thế nên mà nó đã biến chất rồi các bạn và vì có rất là nhiều những thứ các bạn có thể mua nên thành ra tự game này kiếm được một số tiền khoảng 14 triệu đô cũng là điều đương nhiên thôi các bạn một con số khá là cao ha đo một tựa game liên quan đến những căn phòng các bạn phải mở và vượt qua cốt chuyện thôi đo ngày xưa thì là một hiện tượng cực kỳ nổi nhưng đo thời nay thì nó cũng đã giảm nhiệt kha khá rồi mặc dù có phần hang nhưng mà đo vẫn tạo cho nhà phát hành khoảng 8 triệu đô đến 9 triệu đô thì cái này cũng là một con số nó cũng khá là khiêm tốn mình thì mình không biết là đo trong game chúng ta có thể mua cái gì để chúng ta có thể xài tiền vô tựa game này mình thấy là chỉ cần vô chơi và cần kỹ năng thôi thế nhưng mình nói ở trên thì hiểu nôm ra cơ bản thì các bạn chỉ cần chơi nhiều là admin của tựa game đó đã có tiền rồi nên là với số lượng người chơi chay không cần bỏ ra một xu nào cả thì cái số tiền này cũng gọi là khá là lớn hơn các bạn đối với một tựa game mà các bạn chỉ vào chơi và chẳng có hơn thua nhau cái gì cả cuối cùng của chúng ta đó chính là bed war đây là một tựa game lấy đề tài là những cái giường và các bạn phải đập giường của những đối thủ hay là các bạn không cho đối thủ đi ngủ đấy thì nó cũng lấy cảm hứng từ một mini game từ minecraft đó chính là bed war luôn và cái này là bed war của roblox mà lúc khi nó ra thì cũng đúng là nó dính ra mang khá là nhiều khi bảo là nhái minecraft nhưng mà nghĩ lại thì minecraft cũng đâu có đăng ký bản quyền về bed war đâu các bạn nên là làm cũng là điều đương nhiên mà chứ cũng đâu bị kiện đó đúng không các bạn hoặc là có nhưng mà da yeah, lách like bằng cái nào đó thế nhưng mà cách kiếm tiền của tự game này lại rất là nhiều bạn sẽ có những skin về skin z skin squad skin pixel skin ace hay là những cái rất là nhiều thứ luôn các bạn thực sự là game này có rất là nhiều những cái hộp mà các bạn có thể mở hay là những thứ giống như là các bạn có skin về nhân vật thế nên là game này mở rương rất là nhiều luôn nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không tăng đam nào cho các bạn cả thế nên là cái vấn đề mà các bạn phải đầu tư để các bạn có thể cạnh tranh trong tựa game này nó rất là thấp thành ra là nếu như nó có nhiều rương như vậy mà nó ít tiền cũng là điều đương nhiên các bạn tại vì dù các bạn có skin thì cũng chỉ cho đẹp mình thấy một số người người ta còn giả núp nữa mà thế nên họ đâu cần skin đâu họ vẫn chơi rất là giỏi nên số tiền này tuy khiêm tốn nhưng nó cũng khá hợp lý ok và trên đó là các tựa game kiếm nhiều tiền nhất từ khi nó ra mắt cho đến tháng 7 năm 2024 và tất nhiên là sẽ có những tựa game các bạn tự hỏi rằng là Anime Defend đâu, Anime Van Gogh đâu, Toilet Tower Defend đâu, những tựa game đấy là bắt buộc phải có nhiều tiền. Mình biết nhưng mà chúng ta không có số liệu cụ thể, chỉ có những tựa game này mình có những số liệu tham khảo thì mình mới đưa được. Chẳng lẽ giờ mình không có mình đưa lên thì rất là kỳ ha. Ok, thế thôi. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.